Good afternoon. À, đây là cháu của bác. Đây là thưa bạn, đây là cháu của bác ạ. À, đây là quả bóng mà một người bạn của cháu bác đã nhờ xin chữ ký đấy ạ. Đấy. Chúng tôi đang nhờ những người bạn Hàn Quốc giao tiếp là để có thể có được những hình ảnh và phóng sự ở đây ạ. Giống bác phải không ạ? Cảm ơn cho Thành Tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá một tí nhá. Khám phá xem là ngôi nhà của thầy bác có gì đặc biệt. Đấy, thầy Park thì rõ ràng vào lúc này thì đang cùng với cả đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á. Và buổi sáng nay 10 giờ sáng nay thì đội tuyển đã có buổi tập thứ hai trên đất Hàn Quốc. Còn chúng tôi thì sau khi tác nghiệp xong buổi tập này thì đã nhanh chóng di chuyển về Sangcheong, cách thành phố Chongyeong tầm khoảng hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô. Chúng ta cũng chờ xem rằng là những thành viên trong gia đình ngày hôm nay của thầy Park có những ai ạ. Hôm nay là những ngày cuối tuần và theo như tôn giáo của Hàn Quốc thì những người dân... À, thưa các bạn là đây là anh trai của ông Park ạ. Thầy Park có một người em trai đấy ạ. À, đây chính là thầy Park, à anh trai của thầy Park đấy ạ. Và xin được giới thiệu lại là bên trái là cháu của thầy Park ạ. Đây là những người nhà, những người rất là thân và gần gũi. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn quang cảnh của ngôi nhà thầy Park nhé. Mọi thứ rất là đơn sơ, rất là giản dị, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong cái sự đơn sơ giản dị, người ta đã sản sinh ra được một người vô cùng là đặc biệt. Đặc biệt không chỉ với bóng đá Việt Nam mà còn mang lại sự đặc biệt cho cả bóng đá Hàn Quốc ạ. Ngày hôm nay thì có rất nhiều người Hàn Quốc cũng như là Việt Nam đang có mặt ở đây. Đây chính là những người bạn ở bên Hàn Quốc của chúng tôi. Chính nhờ anh chị này đã kết nối các phóng viên của bóng đá TV của On Sport đến được với cả ngôi làng nơi mà thầy Park đã sinh ra. Vâng, đúng rồi, vừa rồi là anh trai của thầy Park. Và trước đó thì chúng ta đã gặp được là cháu của thầy Park. Ngày hôm nay thực sự là một ngày vô cùng may mắn với chúng tôi khi được gặp những người thân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hiện tại vào lúc này ở bên Hàn Quốc đang là đúng 13 giờ chiều, tức là 11 giờ theo giờ Việt Nam phải không ạ? Về đến làng quê của Sangcheong thì tôi thấy một sự yên bình, một sự giản dị vô cùng. Nhưng cùng với đó, đó chính là niềm tự hào của người dân thành phố Sangcheong, thị trấn Sangcheong. Từ ngoài xa thì như đã giới thiệu có rất nhiều những tấm băng rôn và khẩu hiệu để chúc mừng cho huấn luyện viên Park Hang-seo nói riêng và cho bóng đá Việt Nam nói chung với những thành công trong khoảng 2 năm trở lại đây. Đấy, mọi thứ vẫn giữ lại được cái sự đơn sơ và giản dị vốn có của nó. Ngôi nhà với những kiến nét kiến trúc đặc trưng của người Hàn. Đấy. Hiện tại thì thầy đang cùng với cả đội tuyển U23 Việt Nam tập trung và tập luyện. Chúng ta sẽ đi ra ngoài để xem có những hình ảnh gì nào mới nhé. Đây lại thêm một bức bích họa nữa đây. Đây là một bãi biển nơi mà các tuyển thủ của chúng ta đang chơi bóng. Đấy, thầy Park đây. Thầy Park trong một chiếc áo may ô rất thú vị. Rất nhiều những bức tranh được vẽ thầy Park lúc thì vô cùng là lịch sự trong bộ com lê, khi thì lại là trong một trang phục chỉ đạo, và bây giờ là một hình ảnh vô cùng dân dã.
Đấy. Mặc chiếc áo may ô có in hình lá cờ của Việt Nam. Đây, một cảnh rộng hơn nữa để mọi người có thể thấy được toàn cảnh ngôi nhà của Thầy Bắc ạ. Đấy. Thực sự là tôi quá đỗi bất ngờ khi mà đến đây thấy rằng là ngôi nhà của Thầy Bắc dường như là không hề có một sự thay đổi so với báo chí Hàn Quốc đã từng đề cập. Mọi thứ vẫn vô cùng là giản đơn. Xin được nhắc lại là khoảng cách từ sân tập nơi mà đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đang tập huấn là ở thành phố Tongyeong, cách nhà thầy Bắc ở thị trấn Sang Trân tầm khoảng hơn 1 tiếng chạy xe. Con đường cao tốc, mọi thứ vô cùng thuận lợi và chúng tôi đi lại rất là tiện. Đây, đây là những cảnh quan mà tôi tin chắc và có cảm nhận đây giống như ở Vịnh Hạ Long vậy. Đó, đó, đó. Những tà áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam đây ạ. Những cô gái trong tà áo dài đang đạp xe. Rõ ràng là những nghệ sĩ mà tạo ra được những bức vẽ này là một người rất am hiểu về văn hóa của Việt Nam. Đây, số nhà của Thầy Bắc đây các bạn nhá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đây chính là địa chỉ căn nhà của Thầy Bắc ạ. Câu chuyện giữa những người bạn của chúng tôi với cả cháu của Thầy Bắc vẫn đang diễn ra. Xa xa là những quả đồi. Thực ra thì về mặt cảm quan và cảm nhận của chúng tôi thì ngôi làng này không quá khác biệt so với những ngôi làng tại Việt Nam. Nhưng mà thực tế thì ngôi làng này trở nên đặc biệt hơn trong khoảng 2 năm trở lại đây với thành công của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đó chính là niềm tự hào của người dân Sang Trân. Và xin được nhắc lại cho những ai vào sau thì đó là dự kiến vào năm 2020 thì thị trấn Sang Trân sẽ xây dựng một khu vực có những nét văn hóa, những con người của Việt Nam. Đây là cách mà người ta đã để muốn tri ân cho huấn luyện viên Park Hang-seo với những đóng góp dành cho bóng đá Việt Nam và muốn mang Việt Nam đến gần hơn với cả những người dân Hàn Quốc, đặc biệt là những người dân sinh sống ở thị trấn Sang Trân. Đấy, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua và đến với những thông tin hết sức là cơ bản về ngôi nhà của thầy Park. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải tạm dừng cái phần livestream đây để chúng tôi thực hiện cho công việc của truyền hình những phóng sự về thị trấn Sang Trân, về huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là niềm tự hào của người dân thị trấn này. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị trong những các phóng sự của Bóng Đá TV. Đấy, câu chuyện vẫn đang tiếp tục. Đây là cách mà chúng tôi muốn nhờ rằng người bạn ở bên Hàn Quốc hỗ trợ để có thể có được những cuộc phỏng vấn, những buổi quay, ghi hình. Đây, đây là những người bạn của cháu thầy Park đấy ạ. Đấy, câu chuyện giữa những người bạn Việt Nam với cả những người Hàn Quốc vẫn đang diễn ra. Chỗ này cách nhà chỗ tập của đội tuyển U23 Việt Nam tầm khoảng hơn 1 tiếng chạy xe. Quãng đường di chuyển nó rơi tầm khoảng 70 cho đến 80 cây số các bạn ạ. Đấy. Có gì mới không Cường? Đây là anh này là trước gia đình thân thiết cả gia đình thầy Park và
Khi mà World Cup năm 2002 diễn ra thì anh có được thầy Bắc cho miễn phí một cái vé xem World Cup, và anh đấy là cũng trước kia cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp của đội bóng Kiêng Nam FC. À rồi rồi, đây đây, qua lời giới thiệu của anh Phạm Cường, người bạn của tôi, thì được biết rằng là đồng chí Hàn Quốc này đây đã từng là một người có gia đình rất là thân thiết và thầy Park đã từng được thầy Park tặng một tấm vé tham dự và xe theo dõi một trận đấu tại World Cup 2022. Đó là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo còn đang làm trợ lý cho huấn luyện viên nổi tiếng người Hà Lan là Gus Hiddink, đúng không ạ? Và cũng đây là cựu cầu thủ của một đội bóng ở Hàn Quốc, và ngày hôm nay thì đã chở cho cháu của thầy Park về lại thăm nhà. Ok. Bây giờ nhá, như đã giới thiệu là bây giờ chúng tôi sẽ phải kết thúc phần livestream ở đây, là để thực hiện một số cuộc phỏng vấn cho các phóng sự trên truyền hình. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những buổi livestream tiếp theo với những câu chuyện khác mà On Sport sẽ đề cập và gửi tới cho các bạn. Xin được cảm ơn những người bạn của chúng ta.